Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Infinity. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái kèo về game NFT, nhưng mà chúng ta sẽ chơi ở trên Telegram. Và đặc biệt đây là một cái dạng khá là mới và các bạn không cần phải bỏ vốn gì cả. Và dự án này được back bởi những cái quỹ đầu tư khá là nổi tiếng ở trên thị trường ha, như là Carrot Venture nè, Web3 GG và Web3 Fork cũng như là Avocado DAO. Thì các bạn có thể thấy là thường là những cái quỹ đầu tư như thế này họ đầu tư rất khá là nhiều vào game. Và cái con game mình đang nói tới đây đó chính là Eldoray. Thì cái con này á, nó là một cái game chơi ở trên Telegram và ở đây là website của nó ha. Thì các bạn thấy là cái studio của nó đã từng phát triển rất là nhiều dạng game trước đây rồi. Thì đây mình bấm cho các bạn xem nè. Đây là cái studio chính họ phát triển và họ nuôi những cái dạng về game NFT hiện nay ha. Và hiện tại nó đang có một cái đợt play to earn là nó có khoảng đâu đó là khoảng 100.000 đô, nó tính theo cái đồng token ELDE của nó ha. Thì đây là token chính ở trong cái con game Eldoray này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn chơi. Ở đây thì các bạn có thể thấy hình dung được là cái con này nó chỉ là game bây giờ nó rất là đơn giản thôi, tức là chúng ta sẽ chơi ở trên Telegram và cái đồ họa cũng như là cách chơi nó cũng rất là dễ và đẹp ha. Ở đây thì mình sẽ mở Telegram của mình lên cho các bạn xem. Và ở đây chính là giao diện ở trong cái con game Eldoray này. Thì các bạn có thể thấy được là giao diện trong đây nó khá là đơn giản thôi. Và đối với ai mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn hãy đăng ký thông qua cái đường link giới thiệu của mình để bên dưới phần mô tả video. Thì khi mà các bạn đăng ký thông qua cái đường link giới thiệu của mình, các bạn sẽ nhận được 5.000 cái đồng coin này ha. Do lúc đầu là mình tự tìm hiểu cho nên là mình không có đăng ký thông qua cái link của ai hết. Cho nên là mình hiện tại là nó không có 5.000 cái đồng coin. Đấy, các bạn đăng ký thông qua đường link của mình thì các bạn sẽ có được 5.000 cái đồng coin đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn chơi cái con game này. Thì ở đây mình sẽ nói lại cho các bạn hiểu hơn về con game này. Tức là con game này nó là cái game chơi nhàn rỗi và chúng ta có thể kiếm được điểm, kiếm được token ở trong cái thời gian mà chúng ta ngủ, chúng ta không chơi luôn. Thì các bạn có thể thấy được là ở đây nó ghi của mình nó là 393 coin trên 1 giờ. Thì có nghĩa là nếu như mình không chơi gì cả thì 1 giờ mình vẫn có thể kiếm được 393 cái điểm coin ha. Rồi ở đây thì khi mà các bạn mới vào, nếu như các bạn đăng ký thì các bạn có 5.000 cái đồng coin, đăng ký thông qua link của mình ha, thì các bạn có 5.000 cái đồng coin. Thì các bạn hãy vào phần upgrade này thì các bạn sẽ mua những cái vật liệu trong đây thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng được cái point mỗi giờ, tức là những các bạn mua những cái này nó giúp cho các bạn có thể kiếm được những cái điểm thụ động mỗi giờ ha. Ở đây thì mình đã hiện tại là mình không đủ tiền ha. Ví dụ như các bạn mua cái berry này thì các bạn sẽ kiếm được 59 point trong 1 giờ. Đấy, còn ở đây thì nếu như mình không đủ tiền thì mình phải nhấn vào cái phần play này để mình chơi. Rồi mình sẽ chơi cho các bạn xem ha. Game này khá là dễ và rất là dễ chơi. Ở đây thì mình sẽ tắt âm lượng một chút. Rồi ở đây thì chúng ta chơi xếp hình thôi. Đối với mà các bạn có cầm điện thoại thì các bạn chơi cái này nó sẽ dễ hơn. Do là mình đang hướng dẫn cho các bạn, mình đang dùng máy tính á, thì chơi nó sẽ hơi bị khó một chút ha. Cảm giác nó cũng không có được phê cho lắm. Rồi thì chủ yếu là chúng ta chơi xếp hình thôi, thì các bạn sẽ xếp làm sao để mà các bạn giành được chiến thắng thôi. Thì mỗi trận như vậy các bạn chơi nó sẽ cho các bạn những cái đồng coin ấy. Rồi ở đây thì mình thua rồi nhưng mà mình vẫn được cái phần reward ha. Rồi ở đây thì ví dụ như là mình đang có bao nhiêu cái đồng coin này nè, thì mình có thể vào đây mình mua tiếp. Thì khi mà các bạn mua, mục tiêu của chúng ta là làm sao cho chúng ta có thể là kiếm được nhiều coin nhất mỗi giờ mà chúng ta không cần chơi đấy. Rồi ngoài ra thì các bạn có phần earn, đây là cái phần mà các bạn làm những cái nhiệm vụ đơn giản của nó thôi. Ví dụ như là bạn join vào cái channel Telegram của nó nè, follow x được cái thứ thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Ở đây thì mình đã làm rồi cho nên là nó hiện cái nút claim now. Thì khi mà các bạn làm xong á, các bạn phải đợi 60 phút để nó xác nhận lại ha, thì lúc đó các bạn mới xuất hiện cái nút claim now như hiện tại của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấn vào đây ha. Đấy thì nó lên cái số coin này rồi, thì ở đây thì mình sẽ cố gắng là mình claim hết luôn rồi mình mua một lượt ha. Cái con game này cái pool của nó là 100k đô cho nên là mình nghĩ là hiện tại cũng không có nhiều người chơi con này đâu, cũng không nhiều người biết cho nên là các bạn có thể tranh thủ vào. Con này thì chúng ta cày nhiều ạp cũng được. Rồi thì để cho đơn giản thì các bạn đừng có quên là nhấn qua cái đường link giới thiệu của mình ha, để mà chúng ta có 5.000 cái đồng coin lúc đầu. Ok, còn một cái nữa.
Rồi, như vậy là mình đang có 52 cái đồng này rồi, bây giờ mình sẽ mua, cố gắng mua hết ha. Và các bạn để ý một chỗ là nó sẽ có những cái vùng nó có ổ khóa như này, thì nó yêu cầu chúng ta là phải lên cái level của cái kỹ năng đấy. Ví dụ như là ở đây đi, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cái nhiệm vụ là phải mời ít nhất là một người bạn thì nó sẽ mở khóa chúng ta cái này. Hoặc là để mà các bạn có thể mua được cái con vịt, con gà này đấy, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là phải có cái level 5 của Chicken Farm. Thì để mà có được level 5 thì các bạn sẽ mua cái này 5 lần ha. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần Chicken Farm này, mình sẽ mua 5 lần thì nó sẽ lên cái level thứ 5. Đấy, thì ở đây nó đã mở rồi. Tương tự như là những cái phần khóa khác thì các bạn cứ mua ở trên cho nó đủ cái level thì nó sẽ tự động mở ra. Và hiện tại là cái con game này nó cũng khá là mới, cho nên là mình mới giới thiệu cho các bạn để mà các bạn có thể vào cày. Tất nhiên là game này nó sẽ không có cần phải nạp gì cả, và chúng ta chủ yếu là chơi cho vui cái đã. Và các bạn nếu mà có thấy có thời gian rảnh hơn thì các bạn có thể chịu khó cày nó thêm để mà nhận được cái phần thưởng là 100.000 đô trong cái đợt play drop này của nó ha. Ở đây thì mình sẽ có thể làm thêm một số những cái phần daily mission, thì những cái này nó sẽ cho các bạn thêm một cái lượng coin trên đây để mà các bạn có thể là qua cái phần upgrade này các bạn mua thêm để mà các bạn có được nhiều coin hơn ha. Và cuối cùng thì ở đây là cái phần invite, thì chúng ta sẽ giới thiệu bạn bè thông qua cái đường link của chúng ta, và khi mà ai đó đăng ký thông qua cái đường link thì mỗi người họ sẽ nhận được 5.000 coin ha. Và như ở đầu video á, mình đã chia sẻ cho các bạn cái đường link của mình rồi, thì các bạn nhấn vào đăng ký để mà nhận được 5.000 cái đồng coin. Thì khi càng có nhiều cái đồng coin, đồng nghĩa việc là các bạn sẽ có thể upgrade lên nhiều cái điểm coin ở đây hơn. Rồi, thì đó là tất cả những cái thông tin về cái con game Edoray này. Thì bây giờ chủ yếu là chúng ta sẽ dành thời gian mỗi ngày để mà chúng ta chơi ở trong cái phần này thôi. Con game này chơi cũng khá là vui ha, và đặc biệt là nó khá là giống với những cái tựa game web 2, thì ở đây nó là game web 3, và khi mà các bạn chơi các bạn nhận được phần thưởng là token và có thể quy đổi thành tiền nữa, thì mình thấy nó khá là ok. Rồi, thì ở đây khi mà các bạn hết năng lượng rồi thì các bạn có thể nhấn vào cái phần boost ở đây ha. Trong trường hợp mà các bạn kiểu như là không có cái phần boost này thì các bạn cần phải bỏ tiền ra để mà các bạn nâng cái này lên để mà nó tăng năng lượng lên ha. Ok, như vậy là trong video này thì mình đã giới thiệu cho các bạn về con game NFT là Edoray rồi. Thì con game này là con game chơi trên Telegram, và chúng ta hoàn toàn chơi miễn phí để mà kiếm tiền thôi. Các bạn không cần phải đầu tư, không cần phải bỏ cái gì ra cả. Và mình khá là tự tin để giới thiệu cho các bạn ha. Và các bạn có thể nhìn ở đây là con game này hiện tại đang khá là ít người chơi, cho nên là chúng ta có thể tham gia vào chơi để mà nhận cái bull thưởng là 100.000 đô. Và ở đây các bạn có thể thấy được là ở trên website của nó có đầy đủ những thông tin ha, và con game này được làm khá là bài bản chỉnh chu. Nó có cả cái phần là wallpaper, và trên những cái mạng xã hội như là X hoặc là Telegram cũng có đầy đủ những thông tin cập nhật của họ. Và trong thời gian tới thì mình có thể là sẽ cập nhật thêm cho các bạn về tình hình của cái con game Edoray này. Thì các bạn có thể đăng ký thông qua cái đường link giới thiệu của mình để bên dưới phần mô tả video để mà các bạn tham gia vào chơi ha. Và đừng quên tham gia vào channel Telegram của bên mình, bởi vì sắp tới là mình sẽ có thể là đăng rất là nhiều tin tức về NFT game ở trên Telegram nè. Và ngoài ra có thể là sẽ có thêm những cái kèo về game NFT ở trên Telegram để mà các bạn có thể tham gia và các bạn chơi.